Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi trở với luật sư Hoàng Ngô, bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại ở màn ảnh của đài là 714-893-3264. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Hello. Hello. Dạ, ông có thể đặt câu hỏi. Dạ, chào. Dạ, chào hai luật sư ạ. Dạ, chào bà. Dạ, tôi có người quen, họ lập gia đình với người này được 5 năm đấy luật sư, mà không có con. Như vậy là bây giờ nếu mà cái người bạn phối ngẫu qua đời thì có được lãnh cái tình hưu của người đó không luật sư? À, cái câu này nó hơi hay á, nhưng mà thường đó để hưởng cái tiền hưu á là họ phải lấy nhau trên 10 năm thì mới được cái tiền hưu. Còn cái vấn đề này đó là họ chết trước cái 10 năm đó thì tôi phải check lại, chứ tôi không có chắc là... Đương nhiên á, cái tiền hưu á, thì nó có hai loại. Loại thứ nhất á, là cái tiền hưu ở chỗ làm, chẳng hạn như là 401k hay là nếu làm chính phủ 453, 57 gì đó. Thì những cái tiền mà 401k đó thì đương nhiên cái người kia qua đời đó thì người này sẽ được hưởng cái số tiền đó. Còn cái tiền, nếu mà bà có câu hỏi của bà là cái tiền SSA, tức là tiền đóng trong sở an sinh xã hội đó, thì tôi phải check lại với lại, tôi phải coi lại. Tôi chỉ nhớ đó là thường đối với những tiền SSA đó, thì nếu mà để cái người phối ngẫu được hưởng thì họ phải lấy nhau trên 10 năm. Ok. Và đó là cái điều kiện đầu tiên. Và cái người kia đó thì phải... Cái người mà, thí dụ người vợ phải lấy với ông chồng này trên 10 năm, ông chồng đó thì đương nhiên là phải làm trên 40 quarter. Ok? Yeah. Và tới cái tuổi giờ hưu thì mới được. Nha. Yeah. Thành ra tôi sẽ check lại, có thể cùng tới tôi trả lời cho bà. Cảm ơn bà. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Dạ, con chào hai vị luật sư. Dạ, chào. À, thưa luật sư, con xin có câu hỏi là về 401k luật sư. Dạ. Yeah. À, ông xã con năm nay 50, giống như còn vài tháng nữa là 60 tuổi. Thì theo luật cũ, luật sư là 59 tuổi rưỡi là được lấy cái 401k ra đó thưa luật sư. Dạ. Như vậy giờ theo luật mới thì 59 tuổi rưỡi có lấy được không luật sư hả? Luật mới luật cũ cũng vậy. Tức là nếu mình 59 tuổi rưỡi đó, mình lấy ra đó, thì mình không bị cái 10% penalty. Mình lấy trước 59 tuổi rưỡi, mình sẽ bị 10% penalty. Và bất cứ khi nào mình lấy ra thì cái tiền á, mình lấy ra đó sẽ phải đi đóng thuế. Tại vì cái tiền trong 401k đó nó là gọi là nó pre-tax, tức là chưa có được đóng thuế. Bây giờ khi mà mình tới 70 tuổi rưỡi mà không đi làm đó thì nó sẽ bắt mình phải lấy ra từ từ, gọi là minimum withdrawal. Mà mình không lấy ra đó thì nó sẽ bị phạt 50% trên số tiền lẽ ra mình lấy ra. Nhưng mà năm nay đó thì luật mới nó sẽ tăng lên từ 70 tuổi rưỡi, nó lên tới 72 tuổi. Thì mình có thể chờ tới 72 tuổi thì mình mới bắt buộc phải lấy ra, gọi là minimum distribution. Tức là rút ra tối thiểu thì nó sẽ tính theo cái số tiền cũng như tuổi của mình, thời hạn bao nhiêu. Thì mình sẽ lấy ra tối thiểu cho đến khi mình qua đời. Bây giờ nếu mình lấy ra nhiều hơn cũng thành vấn đề. Chỉ có cái là mình lấy ra đó, thì bất cứ lúc nào mình lấy cái số tiền đó ra, mình cũng sẽ bị đóng thuế ở trên cái số tiền mà mình lấy ra. Tại vì cái số tiền ở 401k là chưa có đóng thuế. Ha? Thưa luật sư, như ông xã con thì sắp sửa 60 thì ảnh lấy, thí dụ như ông xã con lấy 10.000 401k thôi, thì khi mà làm giấy tờ với Human Resource ở trong hãng thì họ rút ra cho ông xã con 10.000, thì trong 10.000 đó họ có trừ cấn cái gì không luật sư? Họ có thể họ withhold lại cái số tiền mà lẽ ra có thể ông phải đóng thuế. Tôi vừa mới nói đó là 9 tuổi rưỡi rồi luật sư, hơn 59 tuổi rưỡi rồi mà vẫn bị... Nghe, nãy giờ em không có nghe tôi nói gì hết á. Dạ. 59 tuổi rưỡi, nếu trước 59 tuổi rưỡi thì mình sẽ bị phạt 10% trên số tiền mình lấy ra. Sau 59 tuổi rưỡi mình không bị phạt, tiền phạt khác nhau. Phạt mình sau mình không bị phạt, nhưng bất cứ lúc nào trước 59 tuổi rưỡi hay sau 59 tuổi rưỡi,
khi mình lấy ra đó mình đều phải đóng cái thuế ở trên cái số tiền mình lấy ra, bởi vì cái tiền ở trong cái 401k của mình là chưa có bị đóng thuế. Do đó đó, lấy thí dụ cái ngạch lương thuế của chồng của em là 20%. Lấy 10 ngàn đi luật sư, thí dụ con lấy 10 ngàn ra đi, luật Thì sư nói cụ thể cái là trừ bao nhiêu luật sư nè. 8 ngàn, tôi đâu biết đâu cụ thể được, tại đâu phải tùy theo cái ngạch thuế của chồng em. Nếu chồng em phải đóng thuế, lấy thí dụ là 10 là 20% trên cái số tiền lợi tức của mình, thì bây giờ đó lấy 10 ngàn thì sẽ được lấy 8 ngàn, nó sẽ giữ lại 2 ngàn. Rồi cuối năm đó, mình sẽ khai thuế, mình sẽ đem cái 2 ngàn đó là credit để trừ vào cái thuế mình thiếu. Ok. Thưa luật sư, nếu vậy 10 ngàn đó là mình lên vô với cái income mình làm chung với mình, làm ví dụ năm nay mình làm 30 ngàn đi, lên cái 10 ngàn đó vô, hay là mình lên 8 ngàn vô cái income 30 đó thôi 10 luật sư? ngàn vô mình sẽ claim vô là mình làm 40 ngàn, 30 ngàn plus 10 ngàn là 40 ngàn. Ok, bây giờ khi mình 40 ngàn đó thì khi có thể cái thuế của mình á, lấy thí dụ là 10 ngàn, ok, thì á, mình sẽ được trừ, nhưng mà bởi vì mình đâu có lấy hết 10 ngàn, mình lấy có 8 ngàn, nó giữ lại mình 2 ngàn, thì mình sẽ claim credit 2 ngàn đó với những cái tiền mà withholding thuế trong cái trong năm của mình cộng lại, sẽ mình trừ lại. Ok, thì nếu mà cái thuế mình đóng dư thì mình được trả về, còn khi đóng thiếu mình phải đóng thêm, vậy thôi. Ok Dạ con hiểu rồi. Dạ con cảm ơn luật sư ok rồi. không có Dạ. chi. Dạ Cảm ơn cậu. cảm ơn. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng nghe đây. Dạ chào luật sư. Dạ Như lúc chào nãy cô. luật sư có nói là tiền hưu của người chồng á, nếu mà mất là phải trên 10, lấy trên 10 năm. Thì tôi cũng lấy trên trên 10 năm rồi. Thì bây giờ nếu trường hợp chồng tôi mất thì bây giờ tôi phải thủ tục thế nào thì tôi mới lấy được cái tiền Bà hưu phải liên lạc của... với lại bà phải liên lạc với Sở An sinh Xã hội. Bà sẽ liên lạc khi ông chồng bà mất đó, thì bao giờ khi cái người đó mất á, bà sẽ phải gọi liên lạc, bà sẽ thông báo cho Sở An xã hội kèm theo là cái giấy khai tử của ông chồng bà. Ok, khi mà bà thông báo như vậy đó, thường Sở An sinh họ sẽ cho bà 255 đồng plus, nếu mà ổng đang hưởng cái tiền tiền SSA đó thì bà có thể xin gọi là cái survivor benefit. Nhưng mà bao nhiêu hay thế nào đó thì tốt nhất là bà phải liên lạc với lại Sở An sinh Xã hội ở sở tại. Thì ở chẳng hạn quận Cam nó có văn phòng ở Huntington Beach cũng có, ở Garden Grove cũng có, bà đến thẳng văn phòng, nhất là Garden Grove thì nó có nhân viên người Việt, họ có thể giúp để trả lời câu hỏi của bà. Nghe. Mà tôi ở lớn thì tôi tìm cái Ở sở Lost thì hội bà ở kiểm lớn. tra, bà kiểm cái văn phòng Social Security Administration ở Lost đó thì họ có thể giúp bà nhé. Ok, Cho dạ. mình trình bày cái trường hợp của mình như Dạ đúng, bà cái đó là chính xác nhất. Chứ bây giờ bà hỏi tôi đó, nhiều khi tôi không muốn đoán mò, nó không có lợi cho bà ha. Vâng, cảm Ok. ơn luật sư. Không có chi bà. Dạ Vâng. cảm ơn bà. Vâng. Dạ chào bà. Đến đây thì Dạ chúng chào tôi bác sĩ sư. dạ chào bà. Thứ nhất là đến đây chúng tôi biết chương trình đã mãn, chúng tôi cũng xin lỗi quý vị còn chờ đường dây, nhưng mà hết giờ rồi, thành ra tôi với luật sư Hoàng Ngô cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt giờ qua, và cũng sẽ hẹn gặp quý vị vào thứ tư tuần sau. Và từ đây tới đó, nếu quý vị có những cái nhu cầu hay là câu hỏi về vấn đề luật pháp thì có thể liên lạc với văn phòng luật sư của chúng tôi qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Luật sư Hoàng. Cảm ơn luật sư Lê Minh, cảm ơn quý vị gọi vào chỗ này. Luật sư Hoàng cũng chào quý vị, với cũng chào quý vị, chúc mừng quý vị một tuần lễ vui vẻ, với gặp sau tuần sau. Dạ, xin chào quý vị.